Xin chào mọi người. Với những bạn mới học vẽ, chắc hẳn các bạn sẽ có những thắc mắc về các chất liệu tranh khác nhau đúng không? Vậy thì sau đây Bụi xin giới thiệu tới các bạn các chất liệu thường gặp nhé. Đầu tiên là chất liệu chì, một chất liệu cơ bản và quen thuộc với những ai mới bắt đầu. Bút chì cũng có những sắc độ khác nhau, với ký hiệu H là phần sắc độ nhạt và ký hiệu B là thể hiện cho sắc độ đậm. Chì càng nhạt thì càng cứng, tương tự chì càng đậm thì càng mềm. Ưu điểm của chất liệu này là dễ tẩy xóa, bạn có thể sửa dễ dàng trong quá trình phác thảo. Với bút chì, các bạn sẽ vẽ được gì? Câu trả lời là tất cả. Bạn có thể vẽ tĩnh vật, chân dung, minh họa, truyện tranh và nhiều thể loại khác. Với các loại chì khác nhau cũng tạo nên những sắc độ chênh lệch một chút. Chì tiệp sẽ ánh vàng, trong khi chì Đức hoặc chì Trung Quốc thì sẽ hơi ánh xanh. Các bạn hãy thử trước khi mua chì tại các cửa hàng họ cũ nhé. Tiếp theo là chất liệu màu bột. Màu bột là màu dạng bột pha với keo, có thể trồng nhiều lớp màu và vẽ ở dạng khô hay ướt đều được. Nếu như màu nước là chất liệu vẽ khó sửa, thì màu bột có thể sửa tranh một cách dễ dàng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, người ta có thể rửa tranh để vẽ bài mới. Trước khi học lên chất liệu sơn dầu thì bạn có thể mua màu bột để luyện tập trước, cũng rất bổ ích. Cùng chúng mình xem một số tác phẩm từ chất liệu màu bột nhé. Chất liệu tiếp theo là acrylic, một loại màu gốc nước được trộn với nhựa acrylic. Khi khô thì sẽ hóa polymer rắn chắc và rất bền, có thể phủ lên các bề mặt đa dạng như toan, tường, vải hay là kính hoặc là gốm. Cách dùng thì cũng rất dễ, bạn chỉ cần pha với nước là có thể vẽ. Tính chất pha màu thì giống như màu bột, khác màu bột ở độ bám dính chắc hơn và chống ẩm mốc tốt hơn, rất bền bỉ. Loại sơn này cũng không có mùi nên rất an toàn với trẻ nhỏ. Các chủ đề vẽ sơn acrylic cũng rất đa dạng, từ phong cảnh cho tới chân dung. Chúng ta sẽ cùng đến với chất liệu thứ tư, đó chính là sơn dầu. Sơn dầu là bột màu được nghiền với dầu lanh hoặc là dầu hạt óc, hạt thuốc phiện. Bởi vì nghiền với dầu nên sơn dầu không sử dụng chung được với nước và không thấm nước. Sơn dầu có tính mềm dẻo, hòa trộn dễ. Ưu điểm của nó là lâu khô để trộn màu được dễ hơn, sơn dẻo hơn. Và sơn dầu thì có thể khô sau 24 giờ hoặc lâu hơn với những lớp màu dày. Sơn dầu có khả năng trồng lớp rất tốt, có thể sửa được nếu mà chưa ưng ý. Sau khi hoàn thành một bức tranh sơn dầu, bạn có thể phủ lên trên một lớp vernix để giúp cho bức tranh sáng bóng hơn. Tranh sơn dầu thì màu sắc phong phú và có thể giữ được lâu nếu mà điều kiện thuận lợi, có thể là vài năm đến vài trăm năm. Bằng chứng là tác phẩm Mona Lisa của tác giả Leonardo da Vinci từ cuối thế kỷ 15 cho đến tận bây giờ. Cuối cùng đây chính là chất liệu màu nước. Một chất liệu mà được nhiều người ưa thích bởi tính trong trẻo và khả năng giữ màu lâu. Màu nước có gốc nước nên là khô rất nhanh, tiện lợi cho việc di chuyển, có thể vẽ ở bất cứ đâu. Vì sử dụng nước trong suốt quá trình vẽ nên bề mặt giấy cần được lựa chọn chuyên dụng. Giấy có bề mặt phù hợp với phương pháp người vẽ cũng như ít bong chóc, độ giữ màu cao. Ngoài ra màu nước còn được dùng để vẽ trên vải hoặc là lụa. Đối với màu nước, cường độ đậm nhạt của màu thay đổi tùy theo lượng màu nhiều hay ít, cũng như những lớp được trồng lên. Ngoài ra, cường độ màu còn được nhận biết qua tính nóng lạnh và tươi trầm của chính màu sắc đó. Vậy là video lần này của chúng mình đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn thích, các bạn hãy like và share video này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn ở những video lần sau.